thư điện chúc mừng và thăm hỏi. Một La Mã, những trường hợp cần viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi. Một, sau đây là một số trường hợp cần gửi thư điện chúc mừng và thăm hỏi. A, em gửi thư điện chúc mừng người thân, bạn bè ở xa, nhân dịp sinh nhật, hoặc có những niềm vui lớn như đoạt giải cao trong thi cử, chuyển nhà mới, được phong tặng các danh hiệu cao quý, vân vân. B, báo Nhân dân thường đăng tin các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ta gửi điện chúc mừng đến các nguyên thủ quốc gia các nước bạn nhân dịp họ được đảm nhận cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nước. C, khi người thân bạn bè ở xa gặp rủi ro, mất mát, em gửi thư điện thăm hỏi, chia buồn. D, qua các phương tiện thông tin đại chúng, em thường nghe tin các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ta gửi điện thăm hỏi đến các vị lãnh đạo nước bạn khi các nước đó gặp thiên tai hoặc những thiệt hại rủi ro lớn ảnh hưởng đến cuộc sống, tính mạng của nhiều người. 2. Trả lời câu hỏi. A. Những trường hợp nào cần gửi thư điện chúc mừng và những trường hợp nào cần gửi thư điện thăm hỏi. B. Hãy kể thêm một số trường hợp cụ thể gửi thư điện chúc mừng hoặc thư điện thăm hỏi. C. Cho biết mục đích và tác dụng của thư điện chúc mừng và thăm hỏi khác nhau như thế nào. 2. La Mã. Cách viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi. 1. Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi. A. Họ tên và địa chỉ người nhận. Xuống hàng. Nhân dịp xuân Quý Mùi, em xin chúc thầy cô và toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt và nhiều niềm vui. Xuống hàng. Họ tên và địa chỉ người gửi. B. Họ tên và địa chỉ người nhận. Xuống hàng. Nhận được tin bạn đoạt huy chương vàng môn nhảy cao trong hội khỏe phù đổng, cả lớp vô cùng xúc động và tự hào. Xin nhiệt liệt chúc mừng và mong bạn mạnh khỏe, tiếp tục giành được nhiều huy chương. Xuống hàng. Họ tên và địa chỉ người gửi. C. Họ tên và địa chỉ người nhận. Xuống hàng. Qua truyền hình được biết quê hương và gia đình bạn chịu nhiều tổn thất trong trận bão vừa rồi, mình hết sức lo lắng. Xin gửi đến bạn và toàn thể gia đình niềm cảm thông sâu sắc. Mong gia đình bạn nhanh chóng vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Xuống hàng, họ tên và địa chỉ người gửi. Câu hỏi. Nội dung thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi giống nhau và khác nhau như thế nào? Em có nhận xét gì về độ dài của thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi? Trong thư điện chúc mừng và thăm hỏi, tình cảm được thể hiện như thế nào? Lời văn của thư điện chúc mừng và thăm hỏi có điểm nào giống nhau? 2. Thử cụ thể hóa các nội dung sau đây bằng những cách diễn đạt khác nhau. Lý do cần viết thư điện chúc mừng hoặc thăm hỏi. Suy nghĩ và cảm xúc của người gửi đối với tin vui hoặc nỗi bất hạnh, điều không may của người nhận. Lời chúc và mong muốn của người gửi. Lời thăm hỏi chia buồn của người gửi. 3. Từ hai bài tập trên, em hãy cho biết nội dung chính thức của thư điện chúc mừng, thăm hỏi và cách thức diễn đạt trong các bức thư điện đó. Ghi nhớ, thư điện chúc mừng hoặc thăm hỏi là những văn bản bày tỏ sự chúc mừng hoặc thông cảm của người gửi đến người nhận. Nội dung thư điện cần phải được nêu lý do, lời chúc mừng hoặc lời thăm hỏi và mong muốn người nhận điện sẽ có những điều tốt lành. Thư điện cần được viết ngắn gọn, xúc tích với tình cảm chân thành. Ba La Mã luyện tập. 1. Hoàn chỉnh lần lượt ba bức điện ở mục 2.1 theo mẫu sau đây. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Điện báo. Họ tên địa chỉ người nhận chấm chấm. Nội dung chấm chấm. Họ tên địa chỉ người gửi. Cần chuyển thì ghi, không thì thôi. Chấm chấm. Họ tên địa chỉ người gửi. Phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đầy đủ theo yêu cầu. 2. Trong các tình huống nêu dưới đây, tình huống nào cần viết thư điện chúc mừng, tình huống nào cần viết thư điện thăm hỏi? A. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ. B. Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử. C. Trận động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. D. Bạn thân, đồng thời đang là hàng xóm của em, vừa được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh. E. Anh trai em mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài.